Bà con, quý anh em nuôi tôm. Sau đây thì Tuấn xin chia sẻ, nói chung là cái cách mà mình gây và mình tạo cái mồi, cái thức ăn tự nhiên trong cái ao nuôi tôm của mình. Thì như bà con mình những năm trở lại đây, thì riêng cái mô hình mà thí dụ quảng canh, cải tiến rồi tôm lúa, thì đa số bà con gây mồi cũng như gây tảo và gây thức ăn tự nhiên cho tôm. Đó. Rồi một số cái ao mà bà con nuôi ao đất công nghiệp thì cũng như mình muốn mình gây được cái thức ăn tự nhiên ban đầu, ví dụ trong tháng đầu cho con tôm nó thả cho đạt đó, thì mình phải có cái cách nào mình gây. Chứ nhiều khi á, bà con mình đi ra ngoài cửa hàng mà mình mua những cái sản phẩm mà gây tảo hoặc những cái sản phẩm vi sinh rồi gây mồi, gây thức ăn tự nhiên, nhưng mà mình chỉ biết mua gì mình đánh đó, rồi mình thấy nước đẹp rồi có khi không đẹp, rồi có khi không, rồi mình không duy trì được đó, rồi rốt cuộc á là cái bầy tôm mình nó thiếu mồi là do nó không có lên thức ăn tự nhiên, mà cụ thể là mình không biết cách kiểm tra đó, rồi mình không có biết cách gây đó. Thì cuối cùng á là con tôm mình nuôi được không hiệu quả, mà đặc biệt cái giai đoạn đầu là con tôm nếu mà nó không được cái dinh dưỡng tốt, nó không có sức đề kháng tốt, là càng về sau nói chung là nó rất là khó nuôi, thường gặp những cái bệnh về gan và phân trắng đó, hoặc nó chết rải rác trong quá trình nuôi. Do đó thì Tuấn xin chia sẻ cái cách mình gây cái thức ăn tự nhiên. Thì đầu tiên thì muốn gây được thức ăn tự nhiên thì mình phải cái khâu ban đầu, cái khâu cải tạo đó, mình phải diệt sạch những cái cá tạp nè đó, rồi những cái loài mà thí dụ như giác giáo nè, mấy con tép mòng đó, thì những loài đó là nó sẽ ăn những cái thức ăn tự nhiên của mình rất là nhiều, để sau này thì nói chung nó sẽ ăn rồi mà nó sẽ mất gốc, là sao nó không có hiệu quả. Cái thứ hai về cái yếu tố môi trường thì bà con mình phải kiểm tra, ví dụ là phèn, đặc biệt là phèn sắt và phèn nhôm đó, rồi mình coi xem coi là cái ao mình coi có bị gông hay không, sau này để thôi nó cạnh tranh dinh dưỡng thì nó cũng sẽ không lên đó. Thì sau khi bà con kiểm tra những cái yếu tố môi trường như Tuấn nói xong đó, thì mình bắt đầu ví dụ thuốc cá, mình lấy nước vô mình thuốc cá, rồi ví dụ mình diệt khuẩn sau khoảng 3 ngày đó, bắt đầu mình tiến hành mình gây mồi. Như những cái cách thông thường thì Tuấn nói bà con xài ví dụ phân hoặc những sản phẩm gây mồi thì mua hồi đó giờ đó, thì bà con xài, nhưng mà cuối cùng thì bà con không biết cách kiểm tra thì sẽ không có hiệu quả. Còn ở đây thì Tuấn xin chia sẻ cái cách mà mình kiểm tra và mình gây mồi hiệu quả. Thì về phía công ty Âu Mỹ thì có cái sản phẩm là AC Coblock đó, rồi cái AC Bioga, rồi sản phẩm là OMC đó, cái bộ sản phẩm để gây mồi và thức ăn tự nhiên. Thì đối với mật độ bà con nuôi là dưới 10 con, tức là mô hình quảng canh cải tiến tôm lúa đó, thì bà con mình nên ví dụ là có cái ao dèo để làm chi, để mình biết được chủ động cái lượng sang ra và mình coi nó đạt nhiêu. Rồi thứ hai nữa đó, mình sẽ tiết kiệm được chi phí. Nếu bà con mình gây 10 công 20 công thì rất là nhiều chi phí giai đoạn ban đầu đó, thì mình nên làm cái ao dèo 500 hoặc 1000 mét vuông đó. Thì mình thuốc cá xong, mình diệt khuẩn xong, bắt đầu mình sử dụng cái bộ sản phẩm này. Thì đối với 1000 khối nước, tính tính cho 1000 khối nước thì mình sử dụng một gói Bioga và một gói AC Coblock đó bà con, kết hợp với cái OMC, cái can mà 20 lít mình chỉ giết 2 lít ra thôi. Nếu mà bà con mình trộn ba đó vô với mình lấy cái xô bê mình đổ vô khoảng 20 lít nước thì mình đậy lại, đừng quá kín đó, quá kín thì nó sẽ bung lên. Thì khoảng 24 tiếng đến 36 tiếng, tức là một ngày đến ngày rưỡi, bà con mình lấy cái hỗn hợp này thì bà con mình tạt vào lúc 9 đến 10 giờ sáng để mình tạo cái thức ăn tự nhiên đó. Còn nếu mà bà con mình tạt thẳng cũng được, nhưng mà nó sẽ không gây nhanh bằng so với bà con mình ủ trước một ngày ha. Thì sau khi mình tạt vậy thì khoảng thời gian là 3 ngày đến 5 ngày thì mình lại dùng vợt mình vớt, mình kiểm tra đó. Thì mình vớt thì mình coi theo mé thì trùng chỉ nó lên, nó đóng theo ống đó, rồi mình vớt mình coi trùng chỉ, rồi mình coi những cái con là Cobeta nè, những cái con mà là rotifer đó, những con lung trùng trong nước hoặc dung nhiều tơ, mình coi mình kiểm tra đó. Rồi sau đó thì mình cứ định kỳ 3 đến 5 ngày mình cứ vớt kiểm tra vậy, nếu thấy thiếu thì mình ủ mình tạc tiếp
đó. Còn nếu không á, bổ thì mình có thể tạt trực tiếp, thì tại vì giai đoạn ban đầu á, mình đã gây cho nó mạnh để sau này á, nó không bị mất gốc, mình duy trì nó dễ, thì mình cứ kiểm tra vậy có thể 5 đến 7 ngày cũng được, mình coi nếu mà vừa thiếu thôi, ít hơn thì mình cứ tạt nó dư càng tốt, chứ mình đừng để mà nó thiếu mất gốc rồi mình gây rất là khó lên đó. Rồi sau đó bà con mình chuẩn bị mà sang ra cái vuông lớn ngoài kia thì mình cũng tiến hành, mình ủ mình làm việc cá tạp rồi mình cũng gây như thế. Tuy nhiên thì mình phải là chuẩn bị, ví dụ là gây trước 3 đến 5 ngày để tôm mình sang ra, để nó có ra là nó quen thức ăn, nó ăn liền đó. Rồi cái liều lượng thì tại vì trong vuông dèo mà mình sử dụng thì có thể là nhiều, nhưng mà sau này ra mà vuông lớn, ví dụ một một cái mẻ ủ như vậy mà trong vuông dèo và sau này con sàn khối nước thì, nhưng mà mình ra ngoài mình có thể xài là 2-3 ngàn khối, tại mật độ nó thưa hơn, tức là một một mẻ mẻ mà hỗn hợp vi sinh ủ như Tuấn nói á, là bà con có thể xài là 5 công, tùy theo cái mật độ của mình và tùy theo cái cách mình kiểm tra cái thức ăn tự nhiên trong nước, thì mình cứ định kỳ mình duy trì, đừng có để cho mất gốc liên tục, vậy thì con tôm nó đủ mồi thì nó phát triển rất là tốt. Thí dụ đối với tôm sú á, thì khoảng 3 tháng là có thể mình vô phần 3, còn đối với tôm thẻ mình về mình làm vậy thì khoảng 45 đến 60 ngày thì nó khoảng 100 con, nó có thể là lớn hơn nữa nếu mình đủ thức ăn tự nhiên. Còn đối với một số ao mà công nghiệp nuôi mặt rồi độ cao hơn, dèo cao hơn đó, để mình tạo thức ăn tự nhiên cho con tôm lúc ban đầu đó, tại vì trong bể tôm nó quen ăn thức ăn tự nhiên rồi, khi mà mình ra thì cũng nên là cho nó ăn giai đoạn vậy thì nó sẽ tốt hơn cho cái hệ đường ruột nó, và nó đỡ cái mầm bệnh và đỡ khí độc và đỡ sạch đáy hơn đó. Đạt đầu con ngoài ra là cái nó ít bệnh về cái phân trắng cũng như cái bệnh gan, thì bà con cũng tiến hành ủ như Tấn nói giống như Quảng Canh nãy, thì một gói IC Coblock và một gói là IC Bioga 5 kg, đó là cái kết hợp với cái OMC là can 2 lít đó. Cái hỗn hợp này bà con mình ủ khoảng cũng 24 tiếng rồi mình tạt trước 3 ngày đó, rồi sau khi mình thấy quan sát thức ăn tự nhiên là mình thả thả ra rồi, thì sau này bà con có thể là mình ủ mình duy trì 3 đến 5 ngày đó, cũng như công thức ở trên, tùy theo mình vớt mật độ mình coi mình kiểm tra. Rồi đối với những cái vuông mà mình dèo như Tướng nói là trên 10 con mét vuông á, thì mình phải giống như là ủ mạnh hơn, cái hàm lượng nó hơi cao hơn, và tùy theo cái mật độ tôm và cái tỷ lệ đạt cũng như là cái lượng thức ăn mình kiểm tra hàng ngày trong cái vuông ương của mình, vuông dèo của mình hoặc vuông nuôi của mình, thì mình định kỳ mình đánh ví dụ 3 đến 5 ngày hoặc 7 ngày 10 ngày đó, tùy theo cái tình hình kiểm tra thực tế đó. Thì do đó thì bà con cứ làm vậy, thì tới khi nào mình thấy mà ví dụ nó thiếu thức ăn đó, thì mình có thể mình bổ sung thức ăn chế biến vô cử sáng hoặc cử chiều nữa, hoặc hai cử nó, thì mình từ từ mình giúp cho con tôm mình nó phát triển nuôi về lớn luôn thì nó rất là hiệu quả đó. Thì riêng cái phương pháp này thì bà con mình là so với những trước đây mình cứ đánh mình gây cảm tính không à, tức là mình không có biết trước là cái có hay không, mình cứ mua gì à? Mình mua phân, mình mua này mua kia, mình đánh cuối cùng là gông lên rồi tảo nó lên nó tàn rồi cái là nó không lên, vậy là khi mà nó sẽ sinh ra nhiều cái là khí độc của nó, sinh ra nhiều cái bệnh đó, và mình không có biết cách mình kiểm tra, thì cái phương pháp này thì bà con mình là giống như tai nghe mắt thấy, mình đánh xong mình kiểm tra mình biết được, thì nếu bà con làm đúng như vậy thì nói chung là nó sẽ rất hiệu quả và nó giúp cho con tôm mình đạt mà lớn nhanh. Nói chung là con tôm từ khi mình thả xuống thì ngoài chuyện con giống và cái nước ra thì cái mồi cho nó ăn là rất là quan trọng, do đó mình làm gì làm mình phải chuẩn bị cho nó mồi ăn mà phải mồi tốt đó, để giúp cho con tôm nó phát triển là lớn nhanh cũng như là nó sẽ đem lại cái hiệu quả cho mình về sau. Thì nếu bà con có mà khó khăn trong một cái nuôi tôm Quảng Canh Cải Tiến hay cũng như là tôm lúa rồi tôm công nghiệp gì đó, mà về cái vấn đề mà khai thác tự nhiên, thì bà con cứ liên hệ về chỗ phía công ty Âu Mỹ cũng như phòng kỹ thuật, thì Tuấn sẽ tư vấn hỗ trợ để cho bà con mình là gây cho nó hiệu quả. Thì nói chung á thì bà con mình làm có thể lần đầu mình có thể là hơi là khó khăn, nhưng mà sau khi tư vấn chỉ thì có thể là bà con mình rất là làm hiệu quả về sau đó.
Thì riêng đối với cái vùng đồng bằng sông Long này thì phía công ty là có rất là nhiều kỹ thuật ở mỗi vùng, thì có thể là hỗ trợ trực tiếp bà con sau khi bà con mình điện tư về công ty tư vấn và hỗ trợ cho bà con trực tiếp cụ thể luôn. Chứ nếu mà thực sự bà con mình coi nói vậy làm theo, rất là nhiều trường hợp nó cũng là không lên, là do là rất là nhiều cái điều kiện tự nhiên cũng như là cái đặc điểm cái mỗi cái ao nó khác nhau, do đó mà tùy theo tình hình cụ thể mà công ty sẽ hướng dẫn cũng như là hỗ trợ thực tế cho bà con làm, là sau một vài lần là coi như là bà con có thể là tự làm là hiệu quả cho mình. Rồi xin cảm ơn. Anh thấy cái sản phẩm mà gây cái thức ăn tự nhiên AIC Coblock này nó hiệu quả Ok. không? Là nếu mà cho điểm mấy điểm? Không, cái này nói chung là đây là cái sản phẩm đầu tiên, nhưng mà nó nào ngay đây là tôi có tín nhiệm, là thấy Mình đánh là mình thấy liền phải không? thấy liền. Nói chung là cái gì gì trước mắt cái mình chưa có thấy, nhưng mà thấy trước mắt nhất là cái màu nước thì rất là ok. Mà nước rất ok. Rồi cái mồi thức ăn tự nhiên nó nhiều Cái mùi tự nhiên thì giờ đây là trực tiếp không? trong máy rồi, là vườn Họ khỏi là khỏi không còn để bàn. bàn cãi gì nữa. Là cái này mình xài là lúc 9 giờ sáng anh. Đúng, nó mình phải, mình là nông dân mà phải xài theo cái hướng dẫn mới được, hướng dẫn của sản phẩm người ta lại nói làm sao mình phải xài y gì mới được. Là 9 10 sáng là một gói mình xài cho 1.000 khối nước ha. Cái này nếu mình dèo á mình xài 1.000, nhưng mà nếu mà mình thả thư ở ngoài đó là mình có thể mình xài 3.000 ha. Đó. Dạ, nuôi tôm nó cũng gặp nhiều trở ngại, tôm thả xuống thì tấn rồi đạt nó không cao đó, vì nguyên nhân đó thì nhiều nhà khoa học chứng minh là cái nguồn nó tự nhiên của tôm nó đã cạn, nên là bây giờ là mình phải có cái biện pháp để mà mình tạo ăn tự nhiên ban đầu cho con tôm cho nó tốt, đồng thời là cái môi trường nó được ổn định nữa. Là thì cái bản thân thì cũng nuôi tôm nên là cũng từng gặp nhiều khó khăn, thì được cái sự giới thiệu của các vệ ty là hỗ trợ số sản phẩm để mà cải tạo được cái môi trường cũng như là cái thức ăn con tôm, rồi bản thân thì cũng thấy có hiệu quả. Anh Tôn cho em hỏi á, là từ khi mình biết cái sản phẩm AC Coblock của công ty Âu Mỹ qua cái kênh nào anh? Qua trên điện thoại. Vậy hả? Rồi rồi anh em xuống là cũng như là hướng dẫn cho anh sử dụng là xài đó, và cái gói AC Coblock đó rồi mình xài với liều lượng sao? Nhâm nửa bịch thì còn chưa lại nửa bịch sáng, cho nên mình tạt đây rồi mình trộn. Mình tạt à, mấy giờ? Sáng thì em tạt đâu 7 giờ. Rồi sau khi mình tạt vậy đó, rồi mình thấy không, anh thấy không? Bao lâu mình thấy cái kết quả của nó? Cả 2 ngày. Là 2 ngày anh kiểm tra bằng cách nào? Em thấy nó nổi lên. À, nổi gì, cái gì nổi anh? Cái chùm chỉ. Rồi ngoài cái chùm chỉ ra anh còn thấy cái gì khác không? Là cái con thức ăn tự nhiên không? Thức ăn tự nhiên. Là chỗ kỹ sư Nguyễn Tấn Khoa là có hướng dẫn hay có chỉ anh là coi hoặc kiểm tra cho tận tình không? Dạ, tận tình. Rồi giờ anh vừa xài anh vừa sử dụng rồi đó, là anh đánh giá cái sản phẩm là cái gây thức ăn tự nhiên á, AC Coblock này nó như thế nào? Chắc cũng hiệu quả tốt. Ấp Mỹ Tân, xã Tạ Ân Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nè. Rồi theo cái quy trình AC Coblock của công ty Âu Mỹ nè. Đây, tôm này 40 ngày tuổi nè, chưa có cho ăn nữa nè. Chưa. Kêu ổng cho ăn mà ổng còn từ từ nữa nè. Từ từ. Khoảng 200 con chứ gì lớn rồi đó. 200 con à. Rồi, cảm ơn dữ nhiều. Nó đói thì nó sẽ gặp cái gì nó cũng ăn. Đó, ví dụ như là ông tạo dơ là những cái mà thích ăn mà thôi thôi là chắc thì nó cũng đều ăn lại luôn. Chứ bây giờ không có gì để ăn làm sao? Thì bên trên tính có cái đó thì tính là cái tâm là đưa người xuống ở dưới mình để hỗ trợ được, để cho anh em là xử lý nước nâu cho nó tốt, rồi bắt đầu đánh cái con malap nó vô, thì cái con của malap này nó nhân rộng ra tâm mình ăn, thì hy vọng là bà con sau này sẽ có được cái nguồn thức ăn tự nhiên đó, rồi sẽ nuôi được, sẽ nó chúng sẽ đạt được nhiều hơn.